Em thấy cái hệ cửa rất là xếp hay. Xếp chồng lên nhau. Đó, ờ. Vừa đảm bảo không gian riêng tư này, tránh bị mùi từ phòng bếp, phòng ăn ra ngoài bên trong phòng ngủ này. Mà khi mà mình cần không gian rộng thì mình có thể đẩy vào rất là gọn, đúng không ạ? Mà có cả... Kiến trúc sư của PCA đã rất là tinh tế khi mà phá rỡ đi cái mảng tường ở bên này. Tức là nguyên thủy của căn này ban đầu nó có một cái mảng tường ở đây. À, sẽ là phòng ngủ hay... Bọc kín cái phòng ngủ này lại. Đó, thế thì sẽ làm cho cái không gian nó hẹp hơn. Em cứ tưởng tượng là có một bức tường ở đây chẳng hạn. Đúng rồi, tường bây giờ xây thì thường là tường 10, tường 20 mà rất là dày cộm đây này. Đúng rồi. Không gian bên này sẽ bị bí. Bị bí và phòng ngủ thì sẽ rất là bé đúng không? Thế thì thay vì cái bức tường này thì các kiến trúc sư đã phá rỡ nó đi và thay vào đó là một cái hệ cửa kính. Em thấy cái hệ cửa rất là hay. Xếp chồng lên nhau. Đó, ờ. Vừa đảm bảo không gian riêng tư này, tránh bị mùi từ phòng bếp, phòng ăn ra ngoài bên trong phòng ngủ này. Mà khi mà mình cần không gian rộng thì mình có thể đẩy vào rất là gọn, đúng không ạ? Chính xác. Mà có cả rèm nhá. Em thử kéo rèm mà thì nó cũng rất là riêng tư. Đúng ạ. Và thực sự là với căn 40m thì nó cũng phù hợp cho kiểu như là căn hộ độc thân này hoặc là cặp đôi mới cưới ấy, thì ở căn này anh thấy là hoàn toàn phù hợp. Thật ra là khi bước vào căn này em thấy là em khá bất ngờ về cái số diện tích là 40m2.